Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đồng hồ đo năng lượng Quantum tần số dòng ABF-S19N. Bây giờ chúng ta đi vào phần thông số kỹ thuật. Hiển thị ba số led bay đoạn, kích thước là 96x96. Điện áp vào, điện áp dây là từ 50 đến 500V AC. Điện áp pha là từ 30 đến 300V AC. Dòng mở vào từ 0.5 đến 5A, thì chúng ta có thể kết nối trực tiếp vào đồng hồ. Còn qua biến dòng thì chúng ta có thể dùng tới 6.000A. Nguồn cung cấp là 230V AC. Hệ thống dây thì có 3 loại là 3 pha 4 dây, 3 pha 3 dây hoặc là 1 pha 2 dây. Tiếp theo chúng ta đi vào kiểu kết nối dây. Trong này thì chúng ta chỉ cần cài hai thông số cơ bản. Thứ nhất là về kiểu kết nối dây. Thứ hai là cài cái giá trị biến dòng. Để vào cái thông số chọn cái kiểu kết nối dây thì chúng ta ấn vào giữ đồng thời cấp nguồn cho đến khi hiển thị CON. Sau đó chúng ta nhấn vào nhả để lựa chọn cái kiểu kết nối dây là 3 pha 4 dây, 3 pha 3 dây, 1 pha 2 dây. Sau đó tắt nguồn để lưu lại thông số. Tiếp theo là chúng ta cài cái giá trị biến dòng. Thì chúng ta nhấn và giữ đồng thời cấp nguồn cho đến khi nào hiển thị CTR là tỷ lệ cái biến dòng. Thì khi mà chúng ta cài cái giá trị mà trên 975 A thì hàng chính giữa nó sẽ hiển thị là KA, tức là kilo ampe. Dòng này thì chúng ta có thể nên cài từ 5 cho đến 6.000 A và sau 10 giây sẽ được tự động lưu. Dòng này thì có hai cái chế độ chạy là chế độ tay và chế độ tự động. Nếu mà trong chế độ tự động á, thì 5 giây nó sẽ chuyển đổi trạng thái trang. Trong chế độ tay và tự động để thay đổi thông số trang ta nhấn và nhả phím, còn để thay đổi từ tay qua tự động và tay tự động qua tay nhấn giữ phím khoảng 3 giây và nhả. Còn đây là cái hiển thị thông số đối với hệ thống 3 pha 4 giây thì nó hiển thị được 7 trang: điện áp dây, điện áp pha, dòng và lot house vòng trên phút. Còn đối với hệ thống 3 pha 3 dây thì hiển thị được 5 trang. Dòng này thì chúng ta có thể dùng 1 pha 2 dây. 1 pha 2 dây thì nó có 3 trang: hiển thị điện áp, dòng tần số, lot house, vòng trên phút. Còn về thông số lot house cái này và cài phần trăm. Ví dụ cái biến dòng chúng ta dùng là 500 A, ở đây chúng ta cài là 50%. Thì khi cái tải chúng ta đo được 250 A, bắt đầu tính giờ, nó sẽ cộng dồn lên. Còn cái thông số vòng trên phút á, thì thông số này thì chúng ta chỉ cài khi cái tải chúng ta chỉ có cái motor, thì chúng ta có thể là cài cái số của motor hiển thị vòng trên phút của motor trên cái đồng hồ này. Còn để cho phép cái thông số vòng trên phút và lot house thì chúng ta nhấn và giữ đồng thời cấp nguồn cho đến khi nào hiển thị RDR thì chúng ta chọn enable cho phép, disable không cho phép thì đồng hồ sẽ tự động lưu sau 10 giây. Còn để reset thông số lot house thì trong khi đồng hồ đang sử dụng chúng ta và giữ cho đến khi nào hiển thị LDH RST thì nhấn phím để reset, lot house sẽ tự động reset. Tiếp theo là về cái chip sơ đồ kết nối. Thì ở đây chúng ta dùng là hệ thống 3 pha 4 dây thì chúng ta kết nối là chương 1, chương 2 cấp nguồn. Còn điện áp thì là chương 7, 8, 9, 10 là cấp 10 điện áp 3 pha 4 dây. Còn 3 pha 3 dây thì 7, 8, 9. Còn đây là cuộn biến dòng thứ nhất, biến dòng thứ hai, biến dòng thứ ba. Còn đối với hệ thống mà 1 pha 2 dây á, thì chúng ta nối tắt cái chương 8 và chương 10. Và nối chương nguồn, chương L nối với chương 7 và chương N ta nối với chương 10. Dùng một biến dòng thì ta dùng cái L1 nối vào chân 20 và chân 19. Đây là hình ảnh hai tụ điện. Hình ảnh bên trái là ta dùng một cái đồng hồ won, đồng hồ ampe cộng một cái chiếc mạch won ampe. Còn hình ảnh bên phải là chúng ta dùng một cái đồng hồ ABF-S19N thì cũng có thể là đo được điện áp dây, đo điện áp dòng điện và tần số. Chúng ta tiến hành cài đặt trên thiết bị. Nhấn và giữ phím đồng thời cấp nguồn cho đến khi nào hiển thị CON. Hiện tại đây là một pha hai dây thì chúng ta để thay đổi chế độ dây thì chúng ta nhấn ngã với cái phím 3 pha 4 dây, 3 pha 3 dây,
1 pha 2 giây. Ở đây ta mô phỏng dùng 1 và 1 pha 2 giây. Tắt nguồn để lưu lại. Tiếp theo là chúng ta cài thông số là Lost House và vòng danh phút. Thì chúng ta cũng nhấn và giữ đồng thời cấp nguồn cho đến khi nào hiển thị LOD Lost. Rồi đây, hiện tại đây là 5%. Chúng ta có thể thay đổi từ 5 đến 50%. 50 đến 50%. Bây giờ đến bài thông số vòng trên phút. Chúng ta cũng nhấn và giữ đồng thời cấp nguồn. Khoảng 11 giây sẽ hiển thị RVN. Đây, hợp mà chúng ta dùng tải là cái chỉ có motor thì chúng ta cài thông số này. Còn đối với cái tủ phân phối thì không cần cài thông số này. Bây giờ cài cho phép và không cho phép chức năng vòng danh phút hoặc lost house. Thì nhấn và giữ đồng thời cấp nguồn khoảng 6 giây. Hiển thị LRDR. Đây hiện tại đang cho phép. Không cho phép thì chúng ta sẽ vào tự động lui sau 10 giây. Bây giờ chúng ta cài biến dòng. Nhấn và giữ đồng thời gấp nguồn. Đây hiện tại đang là 1200 mb. Sau 10 giây sẽ tự động lưu thông số. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.